Thưa quý vị và các bạn, tặng biếu quà Tết để cảm ơn một ai đó từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam ta mỗi dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường trong những năm gần đây, nét đẹp văn hóa này trở nên biến tướng, khiến dư luận xã hội vô cùng bức xúc khi mà ý nghĩa tình cảm đơn thuần xuất phát từ việc cảm ơn đã không còn bởi những giá trị vật chất của những món quà là đặc biệt lớn. Đối lại, cả người tặng cũng như người nhận quà đều được hưởng lợi ích từ việc cho và nhận. Nghiêm trọng hơn cả, nhiều đối tượng tội phạm đã lợi dụng việc tăng qua Tết để hối lộ một số cựu cán bộ, quan chức tha hóa, biến chất về đạo đức với số tiền lên đến hàng triệu đô la Mỹ. Và thay vì gói ghém đẹp đẽ trong những chiếc túi sang trọng, thì những sắp tiền đô la lại được để trong thùng xốp hay những giỏ hoa quả dưới danh nghĩa quà biếu Tết, nhưng thực chất là việc hối lộ trá hình. Theo nội dung cáo trạng được Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa xét xử, vụ án sai phạm xảy ra ở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho thấy, nhân các dịp lễ Tết từ năm 2016 đến năm 2019, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch tập đoàn NSG đã tặng quà cho các bị cáo Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc Sở Giáo dục số tiền là 14 tỷ đồng, Ngô Vui, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính 14,8 tỷ đồng, Hà Huy Long, nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính nhận 1,4 tỷ đồng và 20.000 đô la Mỹ. Tổng số tiền mà bị cáo Nga đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho nhóm bị cáo từng làm lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh là hơn 30 tỷ đồng. Trong vụ án sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định để được bỏ qua sai phạm cuối năm 2018, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo thuộc cấp gửi tặng 3 thùng xốp, một thùng đựng 1 triệu đô la Mỹ và hai thùng đựng 2 triệu đô la Mỹ, tổng số tiền là 5 triệu đô la Mỹ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước để bỏ qua sai phạm tại ngân hàng SCB. Với sự giúp sức của bà Nhàn cùng với các thủ đoạn tinh vi của mình, Trường Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng SCB số tiền hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền là 129.372 tỷ đồng. Trong đề án tham nhũng xảy ra tại công ty Việt Á mà Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra xét xử đầu tháng 1 năm 2024, nội dung lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cho thấy ông Chu Ngọc Anh khi còn là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận túi quà bên trong có 200.000 đô la Mỹ tương đương là 4,6 tỷ đồng từ Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Việt Á. Tương tự, ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhận 50.000 đô la Mỹ tương đương 1,1 tỷ đồng. Sau khi nhận quà cảm ơn, hai cựu lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ giúp đỡ đắc lực để biến đề tài nghiên cứu của nhà nước thành đề tài của công ty Việt Á, giúp công ty Việt Á thu lời bất chính 1.200 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 400 tỷ đồng. Từ những vụ việc trên cho thấy sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống cộng với sự yếu kém về bản lĩnh do thiếu rèn luyện đã khiến nhiều cán bộ bị ngã gục trước những viên đạn bọc đường. Trong đó có cả những món quà biếu Tết, quà cảm ơn trá hình. Vâng, mỗi khi chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, đảng ta đều có chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên Đán, trong đó nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Bởi những món quà biếu dịp Tết luôn được dư luận quan tâm, nhất là liên quan đến cán bộ đảng viên giữa cương vị quản lý. Nếu món quà Tết xuất phát từ mối quan hệ chân thành tình cảm, văn hóa truyền thống của người Việt Nam, thì lại là chuyện không có gì để bàn. Nhưng đã có không ít người để những món quà Tết trở thành sợi dây liên kết chặt chẽ với doanh nhân, doanh nghiệp, gây ra những vụ tham nhũng tiêu cực gây bất bình trong dư luận xã hội. Vụ án liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được đưa ra xét xử cuối năm 2022. Cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao cho thấy, sau khi được bí thư, chủ tịch Đồng Nai đề nghị tạo điều kiện nên cựu giám đốc sở y tế đã chỉ định đơn vị tư vấn điều chỉnh doanh mục thiết bị y tế, lập hồ sơ mời thầu, Lựa chọn nhà thầu là các công ty do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty AIC giới thiệu. Bằng nhiều chiêu trò, công ty AIC đã trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp trị giá hơn 665 tỷ đồng. Bà Nhàn hưởng lợi hơn 148 tỷ đồng. Nguyên Bí thư, chủ tịch Đồng Nai đã nhận hối lộ của bà Nhàn 29 tỷ đồng. Khai trước tòa, cựu chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái cho biết Bị cáo đã nhận tiền 14 lần từ 2009 đến 2019, tổng cộng 14,5 tỷ vào các dịp lễ Tết hàng năm. Đâu đó có ý kiến cho rằng, việc biếu tặng quà vào dịp lễ Tết hàng năm là truyền thống văn hóa của người Việt, nhưng nhận với số tiền lớn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hưởng lợi tiền của nhà nước, thì ý kiến đều trên thật khó thuyết phục. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thì tất cả các công chức, viên chức, khi thi hành công vụ đều không được phép nhận tiền hay lợi ích vật chất từ những người mà có liên quan đến cái công vụ đến cái vụ việc mà mình quản lý hoặc là xử lý giải quyết thế thì tôi cho rằng là cái việc chứng minh cái mục đích chủ quan trong trường hợp này xét trên cái phương diện pháp lý thì có thể nghe thấy nó mong manh nhưng rõ ràng là có thể có nhiều nguồn chứng cứ khác nhau để chứng minh được cái hành vi phạm tội của các bị cáo tháng 11, 2023, Ban Bí Thư ban hành chỉ thị số 26 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024. Trong đó có yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo cấp dưới, nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Mặc dù hầu như năm nào Đảng cũng có quy định nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức, hay các địa phương cũng có yêu cầu, nhưng qua các vụ án đã đưa ra xét xử cho thấy, vẫn có sự thăm hỏi của doanh nghiệp bằng những món tiền rất lớn cho cán bộ đảng viên vào những dịp lễ Tết. Không một quốc gia nào có thể tự hào rằng chúng tôi đã làm triệt để và không còn trường hợp nào. tôi phải nói thật như thế, nó vẫn sẽ còn tồn tại. Thì ở Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên khi chúng ta đã đưa vào quy định, đặc biệt là quy định của đảng, và chúng ta đưa vào cả văn bản pháp luật nữa, thì chúng ta đã có cái căn cứ vững chắc để chúng ta xử lý những trường hợp vi phạm. Trước đó, đầu nhiệm kỳ 13 của Đảng, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm. Trong đó cũng yêu cầu không tặng nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Điều này cho thấy các cơ quan của Đảng đã nhận diện ra mối nguy hiểm khi cán bộ đảng viên bắt tay với doanh nghiệp. Những món quà biếu tặng không chỉ diễn ra trong ngày lễ, Tết, mà thậm chí còn diễn ra vào dịp sinh nhật, đám hiếu, đám hỷ. Quy định này rất tinh tế, rất tinh tế. như vậy thì như vậy thì là cái việc lợi dụng các cái truyền thống văn hóa để mà trục lợi nó sẽ nó sẽ dễ hơn, à, nó sẽ hiệu quả hơn. Bằng không thì sẽ rất là khó người ta thì tết nhất người ta qua cá và quả thực là nấp dưới những cái chuyện đó thì rõ ràng là anh tác động nó dễ hơn và cái phát hiện nó cũng khó hơn. Để thay đổi thói quen của người Việt đã bắt dễ từ hàng ngàn năm vẫn còn giá trị đến ngày hôm nay không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng có thể khẳng định những quy định đã ban hành của đảng thì đối với những cán bộ đảng viên họ sẽ phải tỉnh táo và bản lĩnh hơn trước những món quà biếu tặng là những viên đạn bọc đường. Đối về biếu tặng quà trong dịp lễ Tết giữa cấp dưới với cấp trên thì lâu nay dư luận đều lên án phê phán. Một câu hỏi hay được đặt ra là nếu cấp trên không nhận, không gợi ý thì sao cấp dưới dám mang quà biểu tặng? Do đó việc có thể ngăn chặn được việc biến tướng quà Tết để chạy chức chạy quyền, chạy dự án đều phụ thuộc vào mỗi con người cán bộ đảng viên. Pháp luật phải cần thời gian đánh giá động cơ, hành vi tặng quà đó có phải là vi phạm hay không nhưng đạo đức thì luôn ở trong mỗi con người. Nếu người cán bộ đảng viên luôn bản lĩnh, nêu cao tinh thần, nêu gương, thì việc từ chối những món quà nhóm màu vật chất không khó. Cấm biếu tặng quà Tết cấp lãnh đạo với mục đích không trong sáng đã được đảng nhà nước ta quy định từ lâu. Nhưng câu hỏi đặt ra, tại sao cấm rồi nhưng doanh nghiệp, nhân viên cấp dưới vẫn đi biếu? Việc đi Tết lãnh đạo có thực sự là trong sáng hay có sự gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của người mang quà đi biếu? Câu trả lời, chắc chỉ có những người đi biếu quà Tết và người nhận quà mới biết được động cơ, mục đích như thế nào. Chưa kể, những món quà biếu không thông qua ngân sách nhà nước, do đó, nếu có thanh kiểm tra cũng khó có cơ sở để khẳng định chắc chắn. Hay người tặng quà không đi xe biển xanh đến nhà lãnh đạo nên cũng khó xác định được mối quan hệ của họ là gì trước đây người ta dư luận là một cái người lãnh đạo cấp tỉnh thôi mà sau một cái tết là giả lại cho nhà nước là hàng tỷ đồng tiền qua thôi nhưng mà hàng tỷ tôi xin nói là có một cái thực tế là ở nhà những cái vị lãnh đạo cao cấp với nhân dân người ta quan sát thấy là những cái ngày gần tết thì không chỉ là cấp dưới đấy mà cái người muốn vào chúc Tết ấy là phải xếp hàng dài dằng dặc, chờ thấy là người bên trong ra rồi mình mới được vào. Nhiều ý kiến cho rằng chúng ta đang sống trong bối cảnh kinh tế thị trường, nhiều phức tạp khiến cho phong tục tặng quà dịp lễ Tết đã nhuốm màu vật chất là hình thức được sử dụng cho mục đích cá nhân. Nếu quà Tết là tiền, hiện vật có giá trị rất lớn thì khi đó không còn là quà mang ý nghĩa trong sáng nữa món quà sẽ dễ trở thành một thứ hối lộ để chạy chức, chạy quyền, chạy dự án. Cảm ơn sau mỗi thương vụ bạc tỷ. Trong cái bối cảnh xã hội của chúng ta ngày hôm nay, khi cái công cuộc đấu tranh chống tham nhũng của chúng ta ấy, đang đi vào những cái quyết liệt và cái việc mà chúng ta làm trong sạch lại đội ngũ để xây dựng một cái nền hành chính công kiến tạo trong sạch, minh bạch phục vụ nhân dân, ấy, nó đang là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng và chúng ta có rất nhiều những thuận lợi để làm câu chuyện đó. Và đây là một cái dịp mà chúng ta bắt tay vào làm ngay, chúng ta cần thể hiện những cái quan điểm của chúng ta, những văn bản thành những hành động cụ thể. Trước kia đã có quan chức nhận hối lộ 3 triệu đô la Mỹ. Cho đến nay, qua vụ Vạn Thịnh Phát, có cán bộ nhận hơn 5 triệu đô la Mỹ. Số tiền nhận hối lộ lớn nhất từ trước tới nay. Đây là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với các vụ đại án chỉ khi đứng trước tòa, nhiều cán bộ đảng viên mới chợt nhận ra mình quên mất thực hiện quy định nêu gương, những điều đảng viên không được làm. Ngày xưa trong nho giáo có một cái, cái nguyên tắc mà tôi nghĩ rằng là vẫn còn đúng đối với lại xã hội của chúng ta hiện nay, đó là tu thân tề gia trị quốc rồi mới bình thiên hạ thì đầu tiên mình phải làm tốt cái việc của mình đã trước khi để thói hư tật xấu ở ngoài xã hội nó ảnh hưởng vào mình thì mình phải có một cái thái độ tĩnh tại một cái nhận thức đúng đắn một cái hành vi đạo đức một cái tinh thần trách nhiệm chỉ khi mà chúng ta làm được như thế từng người cố gắng một và từ mỗi người tạo ra những tấm gương tốt cho xã hội thì chúng ta mới tránh được những cái tình trạng tiêu cực như chúng ta đang nói để việc tặng quà lãnh đạo dịp Tết không còn là nỗi niềm phải suy nghĩ đối với cán bộ công chức viên chức thì đối với mỗi cơ quan, đơn vị, vấn đề quan trọng nhất vẫn là con người, nhất là người giữ vị trí quản lý. Mà ở đó, bản thân mỗi người cán bộ phải phát huy bản lĩnh, nhận thức đạo đức bên trong con người để tạo ra sức đề kháng trước những cám dỗ của cuộc sống. Chính những giá trị đó sẽ được lan tỏa, đầu tiên là người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và xã hội.